Cô chào các em. Nay cô cùng các em sẽ học tập đọc bài Ga và Rốt ngoài chiến lũy. Trước khi vào học bài mới, cô cùng các em ôn lại bài cũ. Tiết trước chúng ta đã học bài Thắng Biển. Chào các em đọc lại bài Thắng Biển và cho cô biết nội dung chính của bài là gì. Các em suy nghĩ rồi trả lời nhé. Rồi, nội dung chính của bài là ca ngợi lòng dũng cảm, ý chí quyết thắng của con người trong cuộc chiến chống thiên tai, bảo vệ con đê, bảo vệ cuộc sống bình yên. Như vậy, cô cùng các em vừa ôn lại bài học trước. Các em hãy chú ý xem bức tranh vẽ gì. Các em thấy bức tranh vẽ một em thiếu niên đang đi nhặt đạn ngoài chiến lũy, đem về giúp cho nghĩa quân. Giữa làn mưa đạn của kẻ thù, và Ga và Rốt là một nhân vật nổi tiếng trong tác phẩm Những Người Khốn Khổ của nhà văn Pháp Victor Hugo. Bài tập đọc Ga và Rốt ngoài chiến lũy là một trích đoạn của tác phẩm này. Như vậy, cô cùng các em sẽ tìm hiểu bài tập đọc Ga và Rốt ngoài chiến lũy nhé. Các em hãy quan sát. Đây là hình ảnh nhà văn Victor Hugo. Các em hãy mở sách giáo khoa trang 80-81, đọc bài. Khi các em đọc bài xong, các em xem bài này được chia làm mấy đoạn nhé. Rồi, như vậy các em đã thực hiện việc chia đoạn xong chưa? Xem có đúng như cách chia đoạn của cô không nhé? Các em chú ý. Bài tập đọc này được chia làm 3 đoạn. Các em hãy dùng chì đánh dấu từng đoạn trong bài tập đọc này. Đoạn 1. Từ ăn rôn ra đến mưa đạn. Đoạn 2. Thì ra cho tới Ga và Rốt nói. Đoạn 3. Phần còn lại, tức là từ ngoài đường cho tới ghê rợn. Như vậy các em đã thực hiện đúng chưa nào? Rồi, khi mà các em đã thực hiện xong rồi, các em cùng với cô chuyển sang phần luyện đọc đúng các từ khó nhé. Ở đây các em chú ý các từ khó, đó là từ Ga và Rốt, ăn rôn ra, quốc phây rắc. Đây là những danh từ riêng tên nước ngoài, cho nên các em chú ý phát âm cho đúng. Ngoài ra các em còn đọc đúng các từ ngữ khó như là màn khói. Màn, các em đọc vần an, đọc màn khói. Góc cửa, các em đọc đúng tiếng góc, góc o cỏ ốc. Các em đọc đúng góc cửa. Từ dốc cạn, dốc vần ốc. Các em chú ý đọc cho đúng dốc cạn. Phốc ra, các em đọc đúng phụ âm đầu tiếng ra, đó là r. Các em chú ý đọc không lưỡi lên, phốc ra. Ngoài ra các em còn đọc từ ghê rợn, các
các em chú ý tiếng r phụ âm đầu là r, vần ơn đọc là ghê rợn, và các em chú ý học phát âm cho đúng nhé. Ngoài cách đọc đúng các từ khó, các em còn chú ý thêm cho cô về luyện đọc đúng những câu hỏi, câu cảm có ở trong bài tập đọc này. Các em chú ý câu cậu làm trò gì đấy, cuối câu này có dấu hỏi chấm, thì các em đọc giọng cao hơn rồi đọc giọng hoảng hốt ngạc nhiên. Cậu vào ngay, cuối câu thì có dấu chấm cảm hay còn gọi là dấu chấm than. Ở câu này các em đọc giọng quá to lớn, các em chú ý đọc thực hiện cho đúng nhé. Ngoài ra các em đọc đúng giọng các nhân vật ở trong bài này, giọng Angora thì các em đọc với giọng bình tĩnh, giọng Quốc Phây Rắc lúc đầu các em đọc ngạc nhiên, sau đọc với giọng lo lắng, còn giọng của Gavrot thì các em đọc luôn bình thản, hồn nhiên, tinh nghịch. Ngoài ra các em còn đọc với các từ ngữ cần nhấn giọng như là từ nằm xuống, đứng thẳng lên, ấn vào, phóc ra, tới, lui, dốc cạn. Đoạn cuối của bài thì các em đọc với giọng chậm rãi và giọng đọc cảm động. Như vậy cô đã hướng dẫn cho các em về đọc đúng các từ khó, rồi giọng đọc của từng nhân vật ở trong bài này rồi. Ngoài ra các em phải hiểu thêm một số từ ngữ ở trong bài. Từ chiến lũy. Vậy thì chiến lũy có nghĩa là gì? Chiến lũy có nghĩa là tuyến phòng thủ được xây dựng kiên cố hoặc dựng tạm bằng các vật dụng che đỡ như bao cát, giường tủ, bàn ghế. Và các em quan sát thấy đây là hình ảnh chiến lũy. Những bao cát này được che chắn ở bên ngoài. Khi quân giặc muốn bắn vào bên trong thì đã có những bao cát này che chắn thì đã không thể xuyên vào trong được các em ạ. Các em hiểu thêm một số từ ngữ nghĩa quân, tức là quân khởi nghĩa. Các em hiểu thêm từ thiên thần. Thiên thần có nghĩa là thần tiên ở trên trời, thường được cho là rất đẹp và có phép lạ theo quan niệm của người xưa. Ú tim, từ này có nghĩa là trò chơi trốn tìm của trẻ em đấy các em ạ. Khi chúng ta đã tìm hiểu xong về giọng đọc rồi các từ ngữ ở trong bài, thì bây giờ các em chuyển sang phần tìm hiểu bài nhé. Các em chú ý trả lời cho cô câu hỏi thứ nhất. Gavrot ra ngoài chiến lũy để làm gì? À, các em suy nghĩ rồi trả lời câu hỏi này cho chính xác nhé. À, như vậy, Gavrot ra ngoài chiến lũy để nhặt đạn giúp nghĩa quân có đạn tiếp tục chiến đấu. Rồi, các em chú ý sang câu hỏi tiếp theo. Các em hãy đọc thầm đoạn 2 và trả lời câu hỏi. Những chi tiết nào thể hiện lòng dũng cảm của Gavrot? Các em chú ý ở đoạn 2 này các em đọc, sau đó các em tìm chi tiết. Lưu ý là những chi tiết thể hiện lòng dũng cảm của Gavrot. Các em hãy suy nghĩ và trả lời nhé. Xem những chi tiết nào có ở trong đoạn 2 này. À, các em thấy những chi tiết mà thể hiện lòng dũng cảm của Gavrot, đó là Gavrot không sợ nguy hiểm, ra ngoài chiến lũy để nhặt đạn cho nghĩa quân dưới làn mưa đạn của địch. Chi tiết tiếp theo, Quốc Phây Rắc hét lên
Dù cậu quay vào chiến lũy nhưng cậu vẫn nán lại để nhảm đạn. Các em ạ, khi Quốc Huy Rắc thấy Gao và Rốt ra ngoài chiến lũy nhảm đạn như vậy rất là nguy hiểm, và Quốc Huy Rắc muốn Gao và Rốt quay vào ngay, nhưng Gao và Rốt không sợ hãi gì cả, vẫn nán lại, có nghĩa là thêm lại thời gian để nhặt đạn cho đầy giỏ rồi đem vào cho nghĩa quân tiếp tục chiến đấu đấy các em ạ. Chi tiết tiếp theo, Gao và Rốt lúc ẩn lúc hiện giữa làn đạn giặc, cậu chơi trò ít ú tin với cái chết. Các em ạ, Gao và Rốt lúc thì nằm xuống lúc thì nhô lên, có nghĩa là lúc ẩn lúc hiện. Trong khi đó giặc bắn đạn vào rất nhiều như những cơn mưa, và khói thì bốc ra ngùn ngụt như vậy, nhưng cậu bé Gao và Rốt vẫn không sợ, không nghĩ tới cái chết, mà cậu vẫn dũng cảm nhặt hết những viên đạn bỏ đầy giỏ và tiếp tục đem về cho nghĩa quân. Và đây các em xem hình ảnh Gao và Rốt đang nhặt đạn ở ngoài chiến lũy với những làn đạn bay ra như những cơn mưa, khói mù mịt, nhưng cậu bé vẫn dũng cảm không sợ hãi trước làn đạn của kẻ thù. Và các em sẽ đọc thầm đoạn 3 và trả lời câu hỏi cho cô nhé. Vì sao tác giả nói chú bé Gao và Rốt như một thiên thần? Ở đây cô có 3 ý. Các em hãy chọn ý đúng nhất trong các ý sau. Ý A, vì chạy nhanh hơn đạn nên chú chạy thi với đạn giặc. Ý B, vì chú rất dũng cảm, có phép như thiên thần mà đạn giặc không đụng tới được. Câu C, vì chú đang đùa với cái chết. Các em hãy suy nghĩ và chọn ý đúng nhất nhé. Như vậy, trong 3 ý này, các em thấy ý nào là ý đúng nhất? Xem có trùng khớp với ý của cô không nhé? À, như vậy, các em thấy trong 3 ý này, ý đúng nhất đó là ý B. Vì chú rất dũng cảm, có phép như thiên thần mà đạn giặc không đụng tới được. Các em kiểm tra lại xem đáp án của em đúng chưa nào? À, các em thấy ý B là ý đúng nhất phải không nào? Giờ các em chuyển sang câu tiếp theo cho cô nào. Em có cảm nghĩ gì về nhân vật Gao và Rốt? Các em hãy suy nghĩ rồi trả lời câu hỏi này nhé. À, câu số 4 này là em rất khâm phục lòng dũng cảm của Gao và Rốt. Hoặc các em có thể trả lời câu khác. Gao và Rốt là một cậu bé rất dũng cảm. Đều đúng các em nhé. Như vậy các em đã tìm hiểu được các câu hỏi, trả lời được các câu hỏi của bài tập đọc này. Vậy thì em nào cho cô biết nội dung của bài này là gì nào? À, các em hãy suy nghĩ rồi nêu nội dung chính của bài này cho cô nhé. À, vậy thì nội dung chính của bài chính là ca ngợi lòng dũng cảm của chú bé Gao và Rốt. Các em hãy đọc kỹ phần nội dung này để biết về lòng dũng cảm của chú bé Gao và Rốt. Như vậy thì chúng ta vừa tìm hiểu bài, vừa tìm được nội dung chính của bài này. Bây giờ cô cùng các em chuyển sang phần đọc đúng đọc hay, à còn gọi là luyện đọc biểu cảm. Các em ạ, muốn đọc đúng đọc hay thì chúng ta phải đọc đúng giọng. Và trong bài tập đọc này các em đọc theo lối phân vai, cho nên các em phải đọc đúng giọng các nhân vật. Các em cần phải đọc đúng các từ ngữ cần được nhấn giọng, ngắt nghỉ hơi hợp lý ở những câu
Văn có dấu phẩy, dấu chấm cho phù hợp nhé. Kèm chú ý. Trong đoạn cuối của bài tập đọc này thì các em chú ý đọc những từ mà cô đã in bằng màu đỏ. Các từ ngữ đó là nằm xuống, đứng thẳng lên, ẩn, thốc ra, tới, lui, dốc cạn. Đó là những từ ngữ các em phải đọc nhấn giọng, tức là gợi tả lên cậu bé Gavarot trong lúc đi ra lấy đạn. Ngoài ra các em đọc đúng các từ ngữ như là không rời, thiên thần, bắn nhanh hơn, cú tim, ghê rợn. Các em cần nhấn giọng những từ ngữ này nhé. Bây giờ các em nghe cô đọc, rồi các em chú ý đến khi các em đọc cho đúng nhé. Ga và rốt, dốc 7, 8 bao đạn. Đầu tiên, không có gì nguy hiểm lắm. Em nằm xuống rồi lại đứng thẳng lên, ẩn vào một góc cửa, rồi lại phóc ra, tới, lui, dốc cạn các bao đạn và chất đầy giỏ. Nghĩa quân mắt không rời, cậu bé, đó không phải là một em nhỏ, không phải là một con người nữa, mà là một thiên thần. Bạn đánh theo em nhanh hơn đạn, em chơi trò ú tim với cái chết một cách thật ghê rợn. À, các em chú ý đọc cho đúng cho hay nhé. Các em ạ, à, ở nước ngoài thì có những thiếu niên yêu nước đã thể hiện lòng dũng cảm, ý chí kiên cường, không sợ bom đạn của kẻ thù. Còn ở Việt Nam chúng ta có rất nhiều thiếu niên dũng cảm thể hiện lòng yêu nước, căm thù giặc như là chị Võ Thị Sáu, Nguyễn Bác Học, Lê Văn Tám, Kim Đồng. Trường ta được mang tên là trường tiểu học Kim Đồng đấy các em ạ. À, anh Kim Đồng là một cậu bé làm nhiệm vụ giao liên, đưa đón Việt Minh và chuyển thư từ mật cho cán bộ trong thời gian kháng chiến chống Pháp. Trong khi làm nhiệm vụ, anh rất dũng cảm và mưu trí khi bị giặc phát hiện. Để tưởng nhớ tới công lao của anh mà trên cả nước đã đọc tên anh cho nhiều trường tiểu học đấy các em ạ. À, như vậy cô trò chúng ta vừa tìm hiểu xong bài Ga và Rốt ngoài chuyến lỉ. Các em sẽ đọc lại bài này nhiều lần và chú ý đọc đúng lời của các nhân vật trong bài nhé. Các em sẽ chuẩn bị bài sau Dù Sao Trái Đất Vẫn Quay. À, tiết học của cô trò mình đến đây tạm dừng nhé. Cô chào các em.